Và chào mừng tất cả bạn đã quay trở lại với tập tiếp theo của Ghost Recon Wildlands. Mình là Hữu Béo và sau đây sẽ là những phần chơi tiếp theo trong những nhiệm vụ chính của mình và Phi Thương. Trước khi vào game thì mình chỉ muốn nói là Happy New Year guys, chúc tất cả các bạn một năm mới rất là vui vẻ, tràn đầy sức sống và hạnh phúc bên gia đình. Quan trọng nhất là những người anh em luôn luôn theo dõi Hữu Béo, cảm ơn anh em rất là nhiều và hy vọng trong thời gian tới năm mới anh em sẽ luôn ủng hộ mình. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vào game thôi. Let's go boy. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một cái hệ thống nhiệm vụ mới, đó là làm nào phải giết được cái thằng El Emisario. Trông có vẻ hiền nhưng mà mẹ em thực ra rất là ác ôn. Bây giờ mình đang đứng ở tít phía này, bây giờ nếu muốn là nó chia hai cái ranh giới em ạ, nghĩa là mình làm xong cái ranh giới bên phải thì mới xong cái thằng này em ạ. Thế bây giờ mình phải nhận nhận trực tiếp các cái story mission của bên này thì mới được nhỉ. Đây này. Yeah. Chẳng hạn như nhiều vùng như kiểu Far Cry. Far Cry. Đúng rồi, y hệt Far Cry 5 luôn. 5 á, đúng rồi. Thì anh em mình bay về chỗ Okoro Chap Charlie nhá. Bay về chỗ đó nhá. Ngay bởi vì chỗ đấy gần cái story mission nhất mà. Rồi. Ui nói chung là mẹ, game này hoàn thành story mission thì nghe được chứ mẹ hoàn thành hết mấy cái con thì chắc là má chắc con anh nó lớn nó chơi Far Cry mẹ 15 thì chắc mình mới chơi hết quá. Nhưng mà không có mấy cái đó thì lại không chơi được story mission, không có đủ điểm các kiểu. Đấy, mẹ tổ sư bắn, mẹ bắn khục cái. Ôi, mẹ thải mạnh nhở, mẹ. Anh có 6 điểm săn nè. Đâu, em nâng cái thermo đâu nhở? Chỗ nào ta, em không nhớ. Thermo... À, ấy không phải. Ở bên item á anh. Item... À, Thermo Vision đây rồi. Yeah. Còn mà nên đặt... Không đổ mấy... Sao? À, không, nói đi, nói đi. Em không đổ mấy cái điểm màu xanh lá cây á. À. Bực vậy. Ờ, đúng rồi, mình có cái điểm lửa, còn điểm lửa, điểm xanh lá cây ấy. À, tưởng dùng mấy cái điểm này thay thế cho nhau được chứ? Không. Không thay thế được à? Mỗi cái nó đòi những cái điểm khác nhau, vãi. Thế mới vượt bữa. Anh cứ cộng hết vào. Đạn này, drone này, cooldown là một này, di chuyển nhanh hơn rồi. À, rồi, thiếu điểm rồi, chính thức là thiếu điểm rồi. Rồi, anh em đi em ơi. Ở đây nếu có xe mẹ gì ấy, không có chiếc thăng. Shit. Kệ cũng gần. Ừ. Anh thay quần áo luôn đã. Anh thay một vài bộ. Được tặng mà ngu gì không lấy. Ấy. Hút đi xem có hút đi đẹp không. Hút đi xấu nãy. Em nhớ là em có. Giờ sao nâng cấp ta. Ý là lắp mấy cái segment á. Lắp sao trời. Anh cũng đang muốn tìm hiểu đấy. Dạ. Yeah. Hình như tùy súng nữa. Ừ. Không phải súng nào nó cũng hỗ trợ đâu. Kính đâu nhỉ? Headset, headwear, facewear. Đây. Eyewear đây. Thưa gây ra nhìn anh xem bữa không? Anh là Scarface. Anh lấy xe đi trước nha. Yeah, yeah. I'm taking the bike. Lái xe ở đây sướng hơn Việt Nam cái lái không cần mũ bảo hiểm bạn ạ. Chả sợ mấy anh vàng bắt. Không sợ Pikachu bắt. Mà lái còn xuyên địa hình sướng mày. Không biết nâng cấp súng ở đâu. Kiểu nó không có nói là súng nào lắp được á em. Đúng. Biết luôn. Đây có mấy thằng tím nhá, trên đường có mấy thằng tím ấy, em đi cẩn thận nhá. Nó mà thấy một cái là nó dí tới cùng luôn á. Ừ. Anh đang né này, anh đi xuyên địa hình để anh né. Công việc của anh rất giỏi. Ôi nhưng mà động má như anh đang đi vào khu của nó. Né tím xong vô tới cam. Mẹ. Né vỏ dưa gặp vỏ dừa.
Ui. Wow. Sợ vãi. Đi mẹ thuyền ra em ạ. Đi em này. Dạ. Anh chờ dưới thuyền này. Đi mẹ thuyền nó thay đổi không khí. Đeo rồi. À, đã phải thuyền em ạ. Thuyền được đã tốt đây, phà cơ mẹ. Phà tới mày. Mẹ, thuyền đã tốt. Cái cano đã tốt quá mẹ. Mỗi lần đi đâu xa xa mà qua sông đổ đợi phà lâu chết mẹ. Chỉ trong đấy, trong miền Nam biết chứ ngoài này anh chả biết cái đó đi như thế nào. Mà có say sóng không? Em nghĩ là không, tại vì nguyên cái phà nó to lắm, kiểu người ngồi nó kiểu bình thường chứ nó không có bị bí á. À. Nó không có kiểu mà gọi là gì ta, sóng đồ nó. cái xuồng máy. Phà nó chứ anh ơi. Nó được phà. À đây. Chuẩn chưa? À, được á. Mẹ. Úi giời. Người ta gọi là thiết kế cái chỗ này là để mình vào. Má mình lao thẳng đến. Trái hết cả quy luật tự nhiên. Để drone ra mà. Chuyên nghiệp tí, thỉnh thoảng chuyên nghiệp tí phá phách nhiều á. Một thằng đây nhá. Sniper đông lắm em ạ. Tưng vậy. Sniper đông vãi lìn đấy. Ừ. Toàn sniper. Anh nghĩ thế là đủ đấy. À, bởi vì anh mới nâng cấp mà. Ôi mẹ ơi. Nó cam lè một bầu trời luôn. Ôi chà. Có thằng đang xuống đây em ơi. Có thằng đang xuống đây. À nó. À nó sniper ngay. Chết rồi. Anh bắn trượt, ma. Sao. Rồi. Fucking hell. Mẹ chọn nhầm cái cây đéo giảm thanh. Rồi, mấy thằng sniper hẹo hết rồi. Không sao. Ngay. Ui. Ném sơ mốc em ơi. Không. Ui, ôi chết ở đây khó vãi luôn đi. Chết đấy khó. Đúng á, người dân đâu ra nó chạy tới nó chém bà ghê. Ủa, khó vậy? Khó vậy anh? Chết đấy khó vãi. Không sao. Sơ mốc các kiểu flat. Nó mà game này có smoke không nhỉ? Chắc phải có chứ. Em quên, em không có chọn cái đó. Để rồi. Hack Queen đã trở lại. Con bà già mày. Mẹ có người dân khó bắn quá. Ở đâu ra mà. Lượn qua lượn lại ghét quá. Biết là nạn thì chạy mẹ đi, cứ lanh qua lanh quanh. Mẹ chúng mày bản làng ở đây, chúng mày người mẹ, ở đâu đến đâu mà không biết đường mẹ. Anh mà ở đây anh sẽ tự tạo cho mình cái đường không? Bảo má bao giờ bọn người chơi đến thì bố mày cứ đường này bố mày chạy trước không? Thì mẹ hết cho nhanh. Đây rồi. Đây rồi mày. Woo! Mình làm cái khí ga này. Yeah. We must definitely run like hell. Rồi, definitely run like hell rồi. Xong là chạy mẹ tụt quần luôn nhá. À không, mình xong mình phải vặn cái gì nữa em ạ. Đây, có một cái gì đó đây à. Ấy. Cho chập điện xong cho nổ mẹ hết chỗ này sao ấy. Ui, 30 giây chạy thôi. Run bitch. Chạy khỏi cái chỗ màu này chắc là được rồi. Move your asses. This thing's about to blow. Chắc má nổ hết nguyên hòn đảo này quá. À, hình như mình ra khỏi cái diện của nó rồi. Đứng đây xem mà. À. Đây có trực thăng luôn này. Tiện ghê. Có mà. Đúng anh thấy rồi. Trên bản đồ. 2 giây. 1. Woo! Ôi, chết mẹ bà ở trên rồi.
told you. Any day you blow shit up. Xong rồi, à mình 1 2 3 4 5 6. Ui thằng kia 6 thanh, nghĩa là mình mới còn làm được có 2 thanh của nó thôi. Thằng này như cũng mẹ em chùm sản xuất em ạ, ghê vãi. Có hai cái story mission ngay gần nhau kìa thương béo. Dạ. Có một cái còn ở cái chỗ mình về là có cái bonus medal ấy. Em muốn qua lấy skill không? Không được. Ơ, gì á? Đâu á? Kể đi, nó ở dưới. Thôi thôi, thế thôi. Ơ, cái gì á? Hỏng mẹ rồi. À không sao, có cái khác. Ở đây có người nha. Ừ. Má em quên lấy cái ống nhòm sniper giảm thanh. Đấy, tranh thủ có hòm đạn em đấy luôn đi, em đổi loadout luôn đi. Dạ. Có trực thăng mà không sợ. Bẩn quá mình chạy. Đứng đấy apakata. Ôi, Lambo ơi, em đứng ngay cạnh cái Lambo mà em không biết này thương. Đâu trời. Đây rồi. Ây da, rất là bắn vậy. Bùi này. Bọn này trốn lên cả mấy cái cửa sổ tòa nhà cơ, mất dạy vậy. Nào bắn nữa đi. Tự nhiên đi đâu cái sượt qua phát chả hiểu ở đâu luôn. Nấp, hết nấp nha. Ôi thương đau nghe khổ vậy. Ngồi đấy, ngồi đấy. Ngồi đấy. Mày Lamborghini à mày, cướp được ấy. Lại xe của úi xổ ôi. Chỗ này bắn cũng vậy. Xe nào vào tay anh thì mẹ cũng thành như nhau. Phế, phế, là phế cả. Mà mẹ lái được xe sướng nhở, nghe sướng quá ấy. Êm. Êm vẫn đi. Còn nhanh nữa chứ. Lấy xe tả thử thách lấy Lambo tàn gái. Mày. Ô, ô. À! Sao không sao? Xe này như kiểu xe điện nhỉ? Ờ. Em nhìn cái cửa bên phải kìa thương. Vừa mới lái xong thì cụ. Giống như là cái một bên trang điểm, một bên không trang điểm. À. À, ấy. Kìa, gây sự kìa. Gây sự, gây sự. Ô, oh, hai bên á, hai bên. Ủa? Mình lại đi vào giữa, mình ngu mẹ. Em bắn hết mẹ hai bên rồi. Nó bảo mình phá cái ovens và mixer là cái gì em? Mấy cái lò, mấy cái máy trộn gì đó, máy chắc trộn. Là trộn cocaine ấy. Cocaine, ok. Ôi anh ơi, tớ ngay, tớ. Đây, đây, đỗ đây. Anh tính rồi. Rồi xong mẹ rồi. Vãi đái. It's okay, ma'am. I got this. Trên này cũng có một cái trực thăng. Ôi rồi. Trời ơi, tôi mới ở cổng mà các ông thịt mẹ gì căng vậy. Tôi mới ở ngoài cổng mà. À, người dân nó chạy vậy đéo biết được. Thật. Bực quá. Ồ, nó là được. Im. Ồ, anh bị... Ồ. Ây da, đâu ra lựu đạn này, trời ơi, đủ mẹ. Đằng sau có em ơi, đằng sau có ấy. Ui trực thăng họ bắn tổ sư cha nhỏ. Anh à, mẹ, mày bắn thương thôi đừng bắn tao đi mẹ. Bố mày nằm rồi mà. Hết đạn mới ghê chứ.
Thẳng, căng thẳng quá anh. Trên ơi, trên vẫn còn. Anh cứ nằm ở, anh nằm ườn trái ở ngoài anh nhìn nữa. Trực thăng đằng sau ơi, trực thăng đằng sau ơi. Cứu được, cứu được. Cứu được, cứu được. Ấy anh nhìn đâu. Cấp cái hả, hồi hồi máu cho bồ lẹ hơn á. Thôi, thôi té đi. Ôi. Thế bắt chúng nó ở đâu luôn ấy. Ây da, bắn đâu đủ sượt qua sợ ấy. Ấy, trực thăng ấy. Rồi. Ẩm đất ẩm trời luôn. Ơ, à, đâu ta? Trước mặt nè, bà thím. Frag out. Ôi! Giết cả dân luôn. Không có ý đâu nghe. Không có ý giết người đâu. Mẹ em lấy súng tiệm bắn cái đài. Ồ, đi. Phải lỗi. Tức. Bắn mẹ. Sao anh cứ biểu bị chóng mặt à? Vụ nổ vừa xảy ra ở cạnh anh nên là anh bị đau tai, ù tai. À. Hello, ngồi đấy. Em tắt cái supply. Chết mẹ. Sao toàn supply thuốc thang nhỉ? Nó có nhiều kiểu supply. Ừ. Nhiên liệu, thức ăn, đồ. Mà em toàn thiếu cái điểm supply thức ăn đồ á. Thiếu cái điểm đó không à? Toàn thiếu ăn. Đây đông này anh ơi. Ở đâu cũng có em. Đừng báo anh ở đâu mẹ đông. Đấy đấy đấy. Ở đâu cũng có luôn á. Cậu sư bố mày. Ngáo nè. Đạn mang trong người ít quá. Bắn không có đủ gì hết. Ma nó bắn mình xong mình bắn chúng nó chạy. Ôi ôi ôi. Chết. Đứng đấy. Chờ cái gì? Chờ cái gì? Ừ. Chỗ anh có cái tác rồi. Trên này em ạ. Mấy anh coi thử. Rồi, ok. Thằng cù lì này chưa chết. Chúng mày ở đâu ấy? Ây da. Cứu à. Cứu ơi. Chết rồi à? Cứu rồi. Chết rồi. Đây, xuống này, xuống này. Bắn cái gì? Tha cho người nổi tiếng tạo đi. Mẹ đi đâu cũng bị mẹ bấu víu khổ vãi. Ôi chết hay đấy mẹ. Chết tâm lý vãi. Chết lại còn tâm lý mẹ. Ôi sao anh hồi máu lâu mẹ. Anh không cộng vào cái điểm kia rồi. Chó này. Mày mẹ chết mày. Ui tàu hỏa. Ui á. Trời, nó núp ngay đây luôn mới mất dậy chứ. Xong. Mày nghĩ sao vậy? Đúng lắm em ạ. Ấy, ăn mảnh ấy. Equipment xem cái gì đây. Ui, submachine mẹ. Ok. Nạp nhiên liệu và chiến đấu tiếp thôi. May cái này nó không cho uống máu em nhỉ. Ma có cả máu nữa thì chắc ốm người mất. Chơi này xong mẹ giảm mấy cân. Mẹ căng thẳng quá. Nào chạy đi người dân. Ok. Nào bắt đầu phá hủy nào. Đài đóm đéo. Frag out. Come in here to culeros. Ok. Frag out. Frag out.
chứ má, em đang chọi bom người dân nó chạy thôi. Ngu phải. Vừa phải chịu. Thôi chứ trời. Chịu người dân trong này luôn, IQ thấp mẹ. IQ thấp chịu em. Địch thì đúng khôn luôn. Địch khôn hết phần của người dân luôn. Rồi má, ông kia ông lộn tùng phèo ông chết mẹ luôn. Chạy. He's terrified of what Elijah will think when he finds out how much production capacity has been lost. Sounds good so far. To make up the difference, El Emisario has ordered his men to take over a hospital in Okoro and convert it. Uầy, thằng kia chiếm cái bệnh viện và biến thành cái chỗ chế cocaine kìa. It's vital to the people of Okoro and to my people. Mẹ ác vãi. I have sent a small force to defend the building, but it's not enough. They won't last long without help. Understood. Tell your people we're on the way. Let's get back to business. Em ơi, nó có cái tờ giấy ở trong nhà ấy, không biết lấy sao. Yeah, that's the plan. Em nhìn thấy không? Trong nhà mình đang ấy nè. Em thấy nó giờ đi kiếm nè, chắc trên đó rồi. À, nhiệm vụ chính tiếp theo là cái nào ta? Em cứ chọn đi. Ta giữ. Rồi. Mày. Trong này vẫn còn người ạ, vãi đái. Đâu nhỉ? Tờ giấy ở ngoài, what the fuck? Ơ? À. Chúng mày ở dưới đấy à? À em thấy tờ giấy rồi. Trốn dưới đấy đi, mấy thằng chó. Cho xem chúng mày ở đâu. Ui à, trong này nó là cả cái đường cống em ạ, vãi lìn. Bảo sao chúng nó chui lên mà mình đều biết. À mẹ, mấy cái hầm như cái bí mật đó. Chết mẹ. Vẫn còn nè. Đâu xạo vậy? Đông thế. Đủ mát lắm. Trời ơi, game này nó biến hình anh ơi. Sao? Biến hình sao? Kiểu địch nó biến hình á, mẹ không thấy mà tự nhiên đâu ra nó đằng sau. Kinh ngoại cố tình ấy. Ủa mà em lấy thấy tờ giấy chưa? Em lấy rồi. Ơ sao anh vẫn không thấy, anh vẫn thấy nhỉ? Giấy phải lấy riêng à? Chỗ nào đây em? Giấy lấy riêng chi ta? Chả hiểu anh vẫn... Văn phòng á anh. Văn phòng... Mà giờ thôi, nó ở trên rồi, giờ nhảy xuống đây nữa rồi, thôi kệ đi. Để đi. Nó cũng chả có gì. Bờ lấy ủa trực thăng nằm đâu ta? Ôi anh ơi bình tĩnh, mẹ không việc gì phải tự tử đâu anh. Fast travel anh ơi. Fast travel à? Đâu? Úi số ơi, ui mẹ này không fast travel ơi. Về cái Okoro Alpha. Ok, anh về đây. Yeah. Let's go. Ủa, để coi có nâng cấp được cái gì không, thấy đạn nó mang được ít quá, muốn nâng cấp cái số lượng đạn á. Anh nâng đạn rồi đấy, anh nâng hết mẹ cả điểm luôn. Ờ. Ồ nghĩa là trước khi chúng ta đến chỗ bệnh viện là chúng ta phải nói chuyện với ông bác sĩ trước à? Hay là sao? Chắc vậy. Anh có một điểm này. Physical stamina. Rồi, đây là hết mẹ. Bà thương thì mẹ lại leo núi à? Biết ngay. Đú mình. Không không, đường đi giờ này chân chu hơn rồi ạ. Ngon hơn, ngon hơn. À, núi này núi kiểu đèo đèo thôi. Ê, mẹ sao? Kiểu quái âm vậy. Cartel soldiers up ahead. You could try to get around them or deal with them head on. Em tới rồi nè. Ờ, anh vừa bắn bọn qua đường. Bọn đứng, nguyên một tổ đội đứng mà em khệnh khệnh ở giữa đường cơ. Đâu, xem đường bà thương bà nói êm đến mức nào. Mẹ đẹp thế êm lắm. Đâu, ông bác sĩ đâu? Nói chuyện với ông bác sĩ.
thường lừa mình các bạn. Đường đéo êm đềm tí nào mà. Nhìn em... chạy bộ lên là biết rồi mẹ. Vứt ngay cái xe ở dưới kìa. Đợi đợi anh xuống nói chuyện với ông này nè. Hello. ¿Qué tal, compas? You've come just in time. Ôi, mọi người đến đúng lúc quá. How's it looking here? Bọn kia đang đến à? Was a few trucks loaded with medicines and vaccines. À, yeah. That way, if the hospital is lost, at least there will be something left for the sick and injured. Ya pues, my daughter was born in this hospital. Now here I am, carajo, defending it from cartel thugs who want to turn it into one of their damn cocaine labs. Is nothing sacred to these people? Nothing but death, compa. That's why we're coming up in the hospital now. Doesn't look like Ella Masari. Ôi giờ đi defend trong bác sĩ này ngay. Ôi mà em ơi, em từ 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 em nhìn ra nhìn đôi dép của ông này có quen không? We need to get dug in tight. What? Trời ơi. Thời trang dép dép này gọi là dép gì nhỉ? Dép Việt Nam vậy đại ố. Hello anh em, cho tôi lấy những ít đạn được không? Ủa đạn chỗ nào ta? Rồi, chuẩn bị defend nào. Đồng bào ơi. Mình phải cứu ông để defend ông này đúng không? Kìa nó đang đến kìa. Em ơi có súng ở đây này, có súng ở đây này, em ơi. Em bắn đi. Hai bên có mà. Ủa đâu? Bên nào? Bên kia như cũng có khẩu người ta. Úi dồi ôi, úi dồi ôi, úi dồi ôi. Mày, mày. Ở dưới anh không thấy đâu, ở dưới anh không bắn được đâu. Ôi. Ờ, mình ngu, em bị ngu rồi, sorry. Không dám ra. Drag out. À nó cũng đang bận bắn với lại người dân bên kia. Hèn gì. Có xe đang đến nhá, em giúp đi. Thank you. Mỗi lần thanh là mẹ mày 5.000. Chết mẹ. Nào chạy hộ. Ô oh yeah, lên level luôn. Nào, còn Hào đến đây nữa. Ông kia vẫn 100%, mình phải đảm bảo con số đó là 100%. Em bật map lên xem có xe không? Xe đấy. Ô, có trực thăng nữa kìa. Đúng không? Cái đó của bạn tím. Nó không có qua đây là được. Ờ, nó đừng gây sự mình là được. Map chả sợ, anh có mẹ mình có súng này mà sợ gì. À. Ủa, rồi sao nữa ta? Anh chả làm gì nữa. Xong rồi. Xong rồi. Mẹ, xong rồi. Word of your attacks has gotten back to El Sueño and he's out for blood. Ôi, bây giờ đi tìm thẳng thằng Emisario rồi em. Ồ. Dạ đúng rồi. Ồ anh tưởng mình mới làm được có mấy cái của nó thôi mà. Chùm cuối luôn rồi đó. Ù, đã hả? Mẹ đi phe ông này quá là điều dễ dàng nhỉ. Somebody want to explain to me why we're extracting. Người dân đây chuẩn bị tiệc tùng nhá. Để bọn tao đi giải quyết ông về quẩy. It ain't like he's a mover and shaker in the cartel. Ở đây đều có máy bay em ạ. Đây đây đây. Không vào được bên chợ bên sau hả em? Xe gia đình vừa đái. Nói chung bây giờ mình kiểu bắt sống thằng chó này nữa hay sao á. Ôi anh mình... anh cũng muốn bắt sống nó mà. Mình fast travel mẹ đi. À fast fast travel được à? À. Ui trời đúng. Sao quá. Má vừa trên xong xuống không giờ bắt lên mẹ game. Ác đéo chịu được. Mà fast travel đâu, anh không lấy chỗ fast travel. Để fast travel về cái nhà kia. Dạ, chỗ hồi nãy. Ui, xa quá. Xa nhở. May cho cái phát trà vèo, mỗi tội phát trà vèo hơi lâu. Kiểu... Rồi. Bien, camarada. Congratulations on defending the hospital from El Emisario's men. We couldn't have done it without you. Don't mention the Qataris. Tự động vào. There is one more thing.
Before Elemisario's men attacked the hospital, one of my people loaded a truck with vaccines and tried to get them to safety. Unfortunately, he was stopped at the unit at checkpoint and the truck was confiscated. It's vital we get those vaccines, Yankee. The truck is at a unit at base. Wow. I know it's asking much of you, but wow. There's no one else who can do it. Understood. See what we can do. Có một cái xe chở vaccine với thuốc bị ngăn chặn ở đâu kìa em kìa. Yeah. Đấy. Cái xe tải luôn. Mẹ vướng. Thôi, để sau đi. Ờ. Nó lại ngược hướng với mình mới bực chứ. Thôi, đéo làm. Có cái xe mà để mất là ngu lắm rồi mẹ, đéo ngu mà được quay lại. Hay ạ. Game này không giống kiểu phải CSGO cầm dao chạy nhanh hơn nhỉ. Cầm dao chạy. Chạy thường chậm quá à. À xe đây rồi. Nhiều xe quá. Chỗ bọt tím em ơi. Watch out. Mình có thể tăng cái stamina á. Anh tăng rồi, thế mà, nó vẫn chậm, đấu sư bố nữa. Em không có đủ điểm gì hết trơn, thiếu điểm quá. Bác Quan nó hỏi có xe ở đây không nhỉ? Có chừng đụng bọn tím á, anh mất công lắm. Ừ, được, anh đang nhìn bọn nó, anh không động. Đây rồi, có số xe trong mặt rồi. Hello. Hello. Đường khúc này đẹp vậy, đường nhựa đồ. Thôi, nào cho tao mượn xe please. Come on. Đi vào mày nhanh. Hang on, I'll drive. Tự nhiên khúc này đường đẹp quá anh. Ừ. Kiểu. What the fuck? Kiểu đến rồi. Mày này. Em chở hàng anh ơi. Ông chủ nhờ em chở ít bánh bánh bao. Mang đến cho anh em đứa đói xong chở. Xong kiểm tra trong cốp có gì không? Không có gì ấy đâu anh ạ. Lấy cái chăn che vào phải không? Lấy mày mền ấy. À không, đây là kiểu đường xa quá chui vào đấy. Đến lúc dậy. Thương ơi đến rồi dậy đi. Ồ dậy rồi. Ok ngoằm ngoà. Thôi đến rồi, đi đến thật rồi. Cổ ra ca mới dậy đấy. Đi mẹ. Trước mặt có thằng nhá em nhá. Hai phát còn chịu sao nổi. Một phát kiểu vẫn sống không? Một phát gượng chết mẹ luôn. Bố phát. Ui, bắn vào răng nữa ơi mẹ. Bắn bố phát nữa ở đầu chết. Ủa chỗ này đỏ nhìn vui vậy. Ờ, nhà giống nhà kiểu mẹ Ai Cập. Ui. Đây là bu chon, nhà bu chon. À, trên có một thằng nhá. Get ready. Bowman can't wait to take a run at El Masario. So watch your. Phát hiện cái gì? Phát hiện cái gì? Ui giời ơi. Em ơi đông lắm. Lùi lên. Đông vãi cứt đi. Deploying drone. Ủa đúng là mẹ bắt sống thằng kia có khác. Ôi holy shit. Nó biết rồi em ơi, nó đang đi tìm mình ấy. Đông lắm. All right, that's it. Chết mẹ. Ủa, à không, ủa cái gì? Hai bên nó đang bắn nhau anh ơi. Ờ. Mẹ thà bắn mấy thằng chó cam hơn bắn mấy thằng tím. Châu vậy cức. Thật. Ê, nó chọi lụ anh, chạy. Đó. Ôi, nguyên con đỏ kìa. Anh đang ngắm, anh không thấy. Đấy, chúng mày muốn bắn đúng không? Đừng trách, nước biển mặn. Ây á, mặn quá. Hết chưa? Chưa, còn nhiều lắm. Trong nhà nữa. Nó đằng sau nữa. Đủ má đâu ra. Ê! Chạy nguyên cái xe tới kìa anh. Vãi. Chỗ cổng nè. Đây. Anh chọi nết. Rồi. Kinh dở. Em tưởng anh chọi chỗ cái xe. Gần. Anh chọi gần đấy. À! Thôi bắn đi. Ui may quá.
Nghe thấy kêu không? Không. Em đang bị ù tai. Nhớ có smoke. Mẹ game. Không sao. Ai cắt chú, ai cắt. Nhìn đi anh nhá. Xe tím đến tiếp em ơi. Lần này chạy chuẩn, chuẩn nha anh. Ghê quá. Trời. 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 Nó chết hết mẹ. Ừ đấy. Thôi điên. Nó trong nhà này em ạ. Dạ. Bắt bắt chết mẹ. Nó biết là bắt mẹ đây. Mẹ nó đang leo. Ghê quá, ghê quá. Đang leo. Ui nhà đẹp thế. Vào đây xem nhà này em này. Cái kiến trúc ngộ quá ha. Ừ. Tao xem thằng mặt linh kia nó ở đâu. Xe tím đang đến nhá. Just saying. Ôi, nhà vệ sinh mẹ không khép kín em ạ. Ôi, anh đang ngắm mải ngắm mẹ. Không biết chúng nó ở đây. Hay. Nó ập ngay mặt luôn. Ui, lão này chết mẹ rồi. No. À, bọn nó đến, bọn nó giết rồi. Chắc kiểu bọn tím đến này thì lão này biết bọn nó ấp đâu. Mà bọn tím là sao nhỉ? Em cảm thấy thằng này kiểu đó thôi xác định rồi rụt má. Ờ đấy. Thà tao tự còn hơn là hơn chúng mày đến cắt chim tao. Find the hole. Súng mày mẹ, bọn bắn mày phải bắn gần này. Chết. Bắn này. Nãy thường bảo đừng động vào bọn tím, giờ vậy bọn nó đến không né được. Định mệnh đã mẹ này an bài rồi. Ôi. Nó gọi đông xe tầm. Em cứ đứng ở trên này em bắn nhá. Anh xuống anh nạp đạn trước. À có trực thăng em nhá. Có trực thăng hay mình có chạy không? Ok, thôi chạy chạy. Đi 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 đi. Khó quá. Ủa, đường xuống đường nào? Anh quên mẹ rồi. À đây đây đây. Đây. Get the fuck out here, man. Đây em ơi. Nhảy mẹ không? Ơ, em nhảy kiểu gì ấy? Bấm space. Rồi, đây có trực thăng luôn tiện. Phải, nhảy bấm space. Mẹ ai chẳng biết. Ơ, à, hỏng ơi. Bắn luôn. Con phụ mày. Máy bay có vẻ. Ôi, anh đang định nói máy bay này có vẻ cứng, em chết mẹ luôn. Bọn nó đến kìa em ơi. Kiểu kết phim Hollywood đó. Chợ một mình chống tận mẹ mấy trăm thằng. Đã luôn anh. Xong slow motion chết chóc rồi. I'm out of hope man. Có thằng bắn pháo sáng kìa, là cái gì vậy? Ừ, không thấy. Chết rồi, bị kẹt rồi. Lại kẹt. Anh ơi, anh thấy em đang như thế nào vậy? Đâu? Đủ, bị kẹt. Kẹt khen. Được rồi, đi 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 anh ơi. Đi. Oh man. Anh không muốn chết bởi mẹ những cái lỗi ngu ngọc đâu mẹ. Anh thà chết giống như người hùng còn hơn. Oh no. Ơ em vẫn kẹt à? Rồi 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 man. Thôi để anh sẵn anh bắt xe. Mẹ ghê quá. Má đường chim bay không có xe rồi. À đây ở dưới. Trời ơi đủ mẹ ơi. Hai bên nó bù lại nó bắn. Đây rồi anh bắt được xe rồi. Wait. Ao ai ổ Mr. Xuống nhanh còn ôm đầu cái gì nhanh. Trời. Xong rồi. Xong rồi em. Xong rồi. Để anh đón này. Thế thoáng ra thằng kia nó chết mẹ rồi. Nhưng mà mình vẫn còn một cái nhiệm vụ thuộc cái vùng của cái thằng này nữa anh. Đúng. Đây là cái cứu cái xe đúng không? Ủa? Dạ đúng rồi. Đi. Chỗ nào em? Em đánh dấu rồi đó. Ok ok. Chúng ta sẽ đi giải cứu nốt cái xe chở thuốc thang các kiểu.
Nói chung là nó vẫn còn một cái nhiệm vụ tổng là bọn nó chiếm cái bệnh viện này. Mình chắc là mình phải lấy lại cái bệnh viện đó chứ, đúng không nhỉ? Hay sao? Mình đã defend cái bệnh viện rồi. Ừ. Thế mỗi thế rồi á? À. À, nói chung là cái nhiệm vụ vaccine hồi nãy anh, bây giờ nó bắt vẫn phải làm nè. Ừ. Không, anh biết rồi, ý là lúc ấy bọn nó bảo có cái bệnh viện nè. Thì cái lúc đấy là bọn nó có ý định qua chiếm cái bệnh viện thôi đúng không? Dạ dạ đúng rồi, thì mình defend là xong rồi đó. Ờ ok. Là giữ được rồi đó. Cuối cùng cũng phải lấy vaccine cho cái bọn này. Người dân bệnh tật mà em. Nghĩa là bệnh viện vẫn còn, nhưng mà đủ mắt nó lấy hết thuốc rồi. À, trên đường vận chuyển vaccine tới thì bị lấy. Kiểu cái bọn màu cam nó lấy, xong rồi bọn màu cam lại bị bọn màu tím bắn, xong bọn màu tím nó lại đang giữ vaccine của mình. Chán. Xong đến giờ bọn mình là bọn đi lấy của bọn màu tím. À. Sau đó là lòi ra bọn màu hồng. Xong bọn mình kiểu what the fuck, bọn hồng là bọn nào vậy? Bao nhiêu mét vậy em, sao xa đấy? Một cây nhưng mà nó hơi vòng vèo thôi. Đà Lạt nó vậy á. Đà Lạt như này luôn à? Em đi nhiều chưa? Em đi mấy lần rồi. Nhưng mà ý là đùa vậy thôi. Đà Lạt thì nó kiểu nó đèo á. Nó ghê lắm. Cái đường nó dốc mà nó... Đấy, đường ở đây cũng là đường núi cao cao mà em. Nó không phải ý là... Cái đường lên Đà Lạt nó không phải kiểu đi thoải mái như thế này đâu. Nó toàn đèo đâu không à. Ừ. Đèo mà kiểu... Chỉ có đúng một cái đường để đi á. Đúng 2 triệu... Ấy. Nhanh 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 ơi. Còn lấy máy bay. Vãi. Trời ơi. Nhanh 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 nhanh. Máy bay xịn, máy bay xịn. Đi mày nhanh nhanh nhanh. Đang chạy, đang chạy. Rồi, ngồi ngay cái chỗ cầm súng luôn mày. Trời ơi, bắn nó êm ghê luôn á. Bắn được không? Bắn được. Có đèn luôn này, máy bay xịn mà. Rồi, sắp tới rồi. Đấy, lấy này lên cho nhanh, mẹ đi đường vòng vòng lâu quá mày. Anh nghe Đà Lạt và anh thấy nghe thấy ớn ớn rồi. Kìa, trên kia anh thấy có một thằng rồi. Mình phải giết hết hả ta? Kiểu nó bảo là ăn cắp cái xe vaccine đó, có khi nào mình nói chung là xe... làm thế nào mà chạy được là được. Hay. Đấy, chết mẹ luôn. Bọn này chính ảo không phải quá trâu, kiểu một viên vẫn chết mà, một viên sniper vẫn chết. Ôi, có thằng Tuần đây mày. Under a target carrying submachine guns. Chết mẹ rồi. Trước mặt có một thằng nữa. Đấy. Này chiến thuật tí mình từ xa đánh vào. Hồi nãy tấp vô nên tấp thẳng vô nên sợ hơi... vậy. Hơi bị quýnh. Sniper up in the tower. Hay. Target eliminated. Để lúc xài rôn rồi. Deploying drone. Một thằng đây rồi nha. Trên này cũng có một cái trực thăng nhưng mà cái xe ở đây này em ơi. Hãy xem scan mà. Đúng cái xe rồi. Mình chỉ cần lấy cái xe đó xong mình chạy được mà, nhưng mà quan trọng là sợ bọn này nó đếu cho chạy ấy. Kiểu nhiệm vụ bọn nó là không cho chạy. Anh nghĩ là stealth là một lựa chọn. Bây giờ stealth mới là một lựa chọn. Lấy tạm súng giảm thanh ra trước em ạ. Có một thằng đây à. Mẹ vừa đi qua không đánh dấu được. Game mất dạy vồn. Ủa trực thăng đâu à? Đấy mất trực thăng này là của bọn nào em nhỉ? Bọn tím á. Nó đi tuần à? Dạ. Kìa, hai thằng đi chơi với nhau kìa. Vãi. Thế là mình scan được có mỗi một thằng. Mẹ game mất dậy vậy. Một thằng đang tới. Để.
đéo biết đi đường nào luôn em ạ. Bí à. Phải. Đéo gặp nhau. Đây đây, cái cầu thang đi lên nè. Có cái xem có cái ngắt báo động hay cái gì không? Không nói gọi reinforcement đến. Hoặc là bây giờ mình lấy được cái xe không đúng á, mình té khói luôn em ạ. Đây cái xe ngay, xe ngay chân. Ôi có thằng trên này, có thằng ngay trên này nhá. Rồi. Rồi, mình steal cái này mình chạy. Quá ghê quá. Được không trời. Anh bắn chết một thằng ở trên này rồi. Bây giờ chỉ còn mấy thằng ở dưới thôi mà, anh nghĩ thế. Từ từ để anh lấy đồ đã. Giờ can nốt đây ai, thằng ngay đây vãi đái. Mẹ nó nấp kiểu vãi lìn nấp. Em tác đồ đó. Chết. Lấy đi em. Tranh thủ lấy đi. Được chưa? Rồi rồi. Được thì mình lấy xe chạy. Oh, chắc đi luôn quá. Chạy thôi. Katari, this is Nomad. We've got the package you asked for. We're delivering it now. Tắt đèn, tắt đèn. Bravo, my friend. Drive carefully. The glass hand tool contains the vaccine and very fragile. Nó biết chưa? Chưa không? Không? I get it. We'll be careful. Nomad out. Rồi, lại bật đèn trở lại. Ui, xe này... Xe này đi đường này mẹ mà hơi... Hơi khoai. Thôi kệ, sắp lên được cái đường mòn này. Chỉ có thế mới mẹ né được. Làm mệt chim lắm. Rồi. Đôi lúc phải sáng tạo một chút. Đúng. Đó mới là mấu chốt của câu chuyện. À. À. Dịu quá. Rồi, ra thùng sau lấy anh cốc trà đá thưa mày. Có ấy, có này. Anh nghe đồn bảo có mấy thằng nó cất tạm ở đấy mà, tí nó ra vào lấy ấy. Nó cất nhờ trong cái thùng xe. Uống trộm hả? Đây trực là không được uống. Ê, mình kiểu ẩu ẩu á, mình chơi, mình vào mình bắn thì nó mệt chứ hả? Chịu khó tí xíu là êm mãi. À. Anh thấy lái cái, anh thấy lái cái này cũng không êm lắm em ạ. Lái này cũng thử thách vậy đấy. Mà một cây á, what the shit. Really? Mẹ, một cây hai. Xe địch. Lambo. Ôi cái xe lái mà né được là nghệ thuật đấy em ạ. Mà bây giờ chật một phát là mẹ đâm thẳng đầu xuống cái đèo luôn ấy. Đấy. Ôi đâu ông công tránh ai. Đèo. Mẹ mình bố đường. Về cái xe này mấy cái xe game này mấy cái xe nó nhẹ tầng thôi. Đâm vắt nhích ra luôn. Mất bay luôn. Có địch trước mặt em nhá. À mấy thằng này đâm vắt chết luôn này. Nhìn này. Sí. Xe địch. Ôi này. À mà có phải bọn tím đó mà sợ. À mà trực thăng bọn tím trên đầu kìa em ơi. Vãi lìn. Tớ biết mất xe nó lùng hay sao ấy. Không, hình như không sao. À không, đấy là trực thăng cố định. Tới rồi. Ui, em thấy anh đi đường tắt mẹ anh siêu phàm không? Tới luôn này. đi đường này cái đường kiểu đường suối, đường mương. Đường kiểu không phải đây là đường mà. Nếu bao giờ bọn nó ngờ đến là nó mình đi đường này để mà nó tìm nó. Chết mẹ giờ vô sao trời. Tới nơi rồi đó. Nhưng mà sao giờ? Có mẹ. Buồn. Đây được không anh? Nó ngay cái cục đá. Thế nó mới bị kẹt. Cố lên. Được rồi, được rồi. Tiếp. Anh đẩy, đẩy qua đẩy lại mất công. Để anh thử em ạ. Anh thử lên lái xem. Đây. Ôi kẹt rồi đây đi cụ. What the fuck. Rồi
Em lên tử mà. Yeah. Mày đeo thấy đường. Bật N lên, bật N lên. Thôi để anh lái cho, anh lái cho. Rồi nhưng mà ý là ở đằng trên nó không biết nó là cái gì, nó lại gặp đá nó chắc chết. Đâu để coi coi, lên đây. À rồi. Được đúng không? Được, được, được. Lên được đây, được. Cố lên. Yeah. Yeah. Woo. Một tẹo nữa thôi anh dai. Đừng có kẹt háng giữa là được. Yeah. Yeah. Đít lặng quá, đít mẹ. Đâu rồi? Yeah. Vào cái cổng rồi. Ui, vào cái cổng chuẩn luôn. Woo. Rồi, này bố trả mày này. Mẹ em. Fuck chủ. Trời ơi, xong rồi. Yeah. Yeah, chúng ta đã cứu được rất nhiều người. Nhưng mà để giết để cứu nhiều người thì cũng giết nhiều vậy đấy. Giết cả người dân nữa địt mẹ.